Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 12 tháng 8 năm 2020 của mình. Ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay là miền Bắc trên kênh không có về, mong anh chị em quan hỷ. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày 12 tháng 8, còn bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 80, song thủ mình dự đoán cái cặp 29 92. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong buổi tối ngày mai.